Mến chào các bạn, sau đây chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam với những câu hỏi trắc nghiệm phần tiếp theo. Câu 1. Chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ ở Việt Nam là: A. Mỹ chỉ huy, Ngụy thực hiện. B. Đánh phá miền Bắc Việt Nam bằng không quân và hải quân. C. Lập ấp chiến lược. D. Đưa quân viễn chinh Mỹ trực tiếp tham gia. Chiến tranh cục bộ là một chiến lược quân sự của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, giai đoạn 1965 đến 1967. Nội dung cơ bản của chiến lược này là tận dụng ưu thế hỏa lực, công nghệ và quân số của lực lượng viễn chinh Mỹ để đè bẹp quân giải phóng miền Nam, đồng thời điều động lực lượng không quân đánh phá miền Bắc, thiết lập ảnh hưởng lâu dài của Mỹ lên miền Nam Việt Nam thông qua chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đây được đánh giá là giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến. Đáp án đúng của câu 1 là B. Đánh phá miền Bắc Việt Nam bằng không quân và hải quân. Câu 2. Quyết định đổi tên nước từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào thời gian nào? A. Hội nghị hiệp thương của hai đoàn đại biểu Bắc Nam tại Sài Gòn tháng 11 năm 1975. B. Ký hợp nhất Quốc hội nước Việt Nam thống nhất tại Hà Nội vào tháng 7 năm 1976. C. Đại hội 4 1976 của Đảng. D. Đại hội 5 1982 của Đảng. Đáp án đúng của câu này là B. Khi ký hợp nhất Quốc hội nước Việt Nam thống nhất tại Hà Nội vào tháng 7 năm 1976. Câu 3. Bước đột phá đầu tiên trong đổi mới kinh tế của Đảng ở Việt Nam với chủ trương khắc phục yếu điểm sai lầm trong quản lý kinh tế, phá bỏ rào cản để sản xuất bung ra, quyết định vào thời gian nào? A. Đại hội 4 1976. B. Hội nghị Trung ương 6 tháng 8 năm 1979. C. Đại hội 5 1982. D. Đại hội 6 1986. B. Tại Hội nghị Trung ương 6, tháng 8 năm 1979, Đảng đã quyết định bước đột phá đầu tiên trong đổi mới kinh tế ở Việt Nam với chủ trương khắc phục yếu điểm sai lầm trong quản lý kinh tế, phá bỏ rào cản để sản xuất bung ra. Câu 4. Chỉ thị 100 CTK của Ban Bí thư Trung ương Đảng về khoản sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã được ban hành vào thời gian nào? A. 1980. B. 1981. C. 1984. D. 1986. Đáp án B. Năm 1981, chỉ thị 100 CT trên TVK của Ban Bí thư Trung ương Đảng về khoản sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã được ban hành. Câu 5. Bước đột phá thứ hai của Đảng ở Việt Nam trong xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung bao cấp chuyển sang cơ chế hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, quy định vào thời gian nào? A. Đại hội 5 năm 1982. B. Hội nghị Trung ương 6 năm 1984. C. Hội nghị Trung ương 8 năm 1985. D. Đại hội 6 năm 1986. Đáp án C. Đó là tại Hội nghị Trung ương 8 năm 1985. Câu 6. Bước đột phá thứ 3 của Đảng ở Việt Nam về đổi mới kinh tế, cơ cấu sản xuất, cải tạo xã hội chủ nghĩa, cơ chế quản lý, quyết định vào thời gian nào? A. Hội nghị Trung ương 6 năm 1984. B. Hội nghị Trung ương 8 năm 1985. C. Hội nghị Bộ Chính trị khóa 5 năm tháng 8 năm 1986. D. Đại hội 6 năm 1986. Đáp án C. Đó là tại Hội nghị Bộ Chính trị khóa 5 năm tháng 8 năm 1986. Câu 7. Đại hội nào của Đảng xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội? A. Đại hội 8 1996. B. Đại hội 9 2001. C. Đại hội 10 2006. D. Đại hội 11 2011. Đáp án B. Đó là tại Đại hội 9, 2001. Câu 8. Đại hội 6, 1986 của Đảng xác định phương hướng phát triển kinh tế là A. Đảm bảo nhu cầu củng cố quốc phòng an ninh. B. Kết hợp chặt chẽ công nghiệp với nông nghiệp, tạo thành cơ cấu công nông nghiệp hợp lý. C. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, phát huy mạnh mẽ động lực khoa học, kỹ thuật. D. Cả 3 đáp án A, B, C.
Đáp án đúng. C. Đó là phương hướng mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, phát huy mạnh mẽ động lực khoa học kỹ thuật. Câu 9. Đại hội toàn quốc lần thứ 9 của Đảng 2001 xác định nền kinh tế nước ta gồm những thành phần kinh tế nào? A. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ. B. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân. C. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước. D. Gồm 6 thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đáp án D. Gồm 6 thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Câu 10. Đại hội toàn quốc lần thứ 10 của Đảng 2006 xác định nền kinh tế Việt Nam có những thành phần kinh tế nào? A. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân. B. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước. C. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân bao gồm tiểu chủ, tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước. C. Kinh C. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đáp án C. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. D. Kinh tế nhà nước. Câu 11. Cương lĩnh năm 2011 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết bài học kinh nghiệm nào? A. Đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại. B. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. C. Xây dựng nền văn hóa ba tiến đậm đà bản sắc dân tộc. D. Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Đáp án đúng B. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Câu 12. Nội dung nào không phải bài học kinh nghiệm cho cương lĩnh năm 2011 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết? A. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. B. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. C. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. D. Đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại. Đáp án D. Đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại. Câu 13. Cương lĩnh năm 2011 của Đảng xác định phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là A. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liền với phát triển kinh tế trí thức, bảo vệ tài nguyên môi trường. B. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng. C. Cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. D. Tôn vinh người có công với Tổ quốc. Đáp án đúng A. Đó là phương hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liền với phát triển kinh tế trí thức, bảo vệ tài nguyên môi trường. Câu 14. Cương lĩnh năm 2011 của Đảng xác định giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Việt Nam chủ trương A. Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội. B. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập với hệ thống học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân học tập suốt đời. C. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo, tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến trên thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam. D. Cả 3 đáp án A, B, C. Đáp án đúng D. Cả 3 đáp án A, B, C.